Anh em có biết giùm anh em tất cả những dịch vụ mà anh em đang cần đều đang nằm ở phần bình luận từ Free Fire, Roblox cho đến là Liên Quân, tất cả đều có đầy đủ hết nha. Còn chần chừ gì nữa mà chưa kiểm tra ngay phần bình luận để tận hưởng những ưu đãi mới nhất chỉ có tại kênh của mình nha anh em. Ok, hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại kênh channel của Starzinh nha. Mọi người mình đây. Ok, thì ở trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em cách để anh em có thể kiếm được 10.000 điểm nhanh nhất từ sự kiện đó chính là Clock Event nha. Còn chần chừ gì nữa mà chưa làm, let's go. Ok, thì như thường lệ thôi, khi mỗi lần mà chúng ta có một cái sự kiện nào đó ra trong gọi là tối tại World Event á thì nó sẽ có một cơ chế để mà trong ta cài gem đúng không? Thì ở trong lần này nó cũng không có ngoại lệ nha anh em. Ok, thì đầu tiên anh em hãy chuẩn bị cho mình một cái combo unit mà anh em muốn đi, giống như là Nightmare chẳng hạn. À, ở đây á là mình sẽ là làm có một cái combo unit mà mình thấy là khá là ưng ý, đó chính là có con tô sức ở trên gọi là stop anh em. Đó thì mình thấy con này khá là mạnh và cũng như là nó rẻ thì mình có tô sức rồi Lepetun rồi Laser cũng như là con Santa. Và nếu như mà được thì anh em có thể làm thêm một con nào đó nó búp cho anh em chẳng hạn. Đó hoặc là con giải chón cũng được. Đấy thì tùy theo mỗi người thôi nha. Thì ở đây mình đem theo con giải chón anh em, thì trong game nó có chón rất là nhiều luôn. Ok, thì sau khi mà anh em đã gọi là chuẩn bị cho mình một combo unit mà có thể đi được Nightmare rồi á thì anh em hãy bấm vào cho mình cái một event này và anh em bấm teleport nha. Đấy thì ok, thì chúng ta sẽ chuyển qua cái map mới của sự kiện là Lock Event. Thì ở đây á chúng ta sẽ có một cái khu vực, đó chính là khu vực shop nha. Thì hôm trước mình đã review và nói cho anh em rồi, thì khi mà anh em tham gia cái event lần này á thì chúng ta sẽ có phải là farm những cái nguyên liệu clock này anh em. Đó, anh em phải farm những nguyên liệu clock này và anh em sẽ dùng nó để mà anh em đổi gem nha. Ở đây á là mình đang có là 781 gem, ủa 781 clock thôi. Và nếu mà đổi ra thì mình đổi đâu đó được khoảng đâu đó 100 gem thôi anh em mà. Và nếu như mà anh em muốn gọi là cài được đó chính là 10.000 gem á thì anh em buộc là anh em phải có là 80.000 clock nha. Và ở đây thì nếu mà anh em cài bình thường nó sẽ khá là bất tiện và anh em hãy nên sử dụng cho mình những cái clock boost như anh em. Đó, anh em sẽ sử dụng những clock boost mà những sự clock boost này nằm ở đâu đây thì anh em sẽ kiếm nhà cho mình ở những cái nhiệm vụ ở những cái tire mà anh em làm nhiệm vụ hàng ngày á. Đây có một cái clock boost ở là tire 7 này anh em. Đó thì ví dụ như mình đang có là một cái đúng không, thì anh em sẽ bấm vào view. Đó thì anh em sẽ có là 2 tiếng x2 clock boost. Đó tức là khi mà anh em chơi á thì anh em sẽ được chính là x2 clock boost lên. Và sau đó thì anh em hãy tham gia cho mình một cái map. Thì ở đây á mình khuyên em là nên chọn cho mình là cái map là Time Factory để cho nó là có được nhiều cái clock nhất có thể nha. Đó thì anh em thấy tại sao biết không? Tại vì trên những cái khu vực này nè nó đều ghi cái số clock mà mình có thể nhận được khi mà chúng ta win chế độ đó. Thì cho nên là anh em hãy đi cho mình cái chế độ mà nhiều clock nhất đi anh em. Đó để cho anh em đỡ tốn thời gian và anh em gọi là có thể kiếm được nhiều clock nhất. Đấy thì mỗi một trận thì mình nhớ đâu đó là phải 18 phút. Thì anh em sẽ cho một trận là phải 18 phút nha. Ok, mở vô mình sẽ cho con Greenizer đứng đây đép đi anh em. Đó thì lý do mình đặt, tại sao mình đặt đây, tại vì tí nữa nếu mà mấy con này nó tiến hóa lên anh em thì nó sẽ đi nguyên một dòng này luôn và mình sẽ up con Greenizer lên thì nó sẽ bắn vô tới đây luôn nha anh em. Đó ok, và bây giờ chỉ cần việc đợi có mấy con kia ra farm rồi mình sẽ lên được cái con Santa này. Đấy thì nhiệm vụ chúng ta cần làm bây giờ là chúng ta sẽ cố gắng làm sao đó win cái chế độ này nhanh nhất có thể nha. Đó nhanh nhất có thể nha anh em, chứ không phải là vô khơi rồi không mà anh em gọi là ra đâu. Đấy cái này thì đơn giản, nếu như mà anh em có xem clip mình thì anh em sẽ xem được là cái cách mà mình đi chơi cái map này luôn. Nếu như mà cái giai đoạn đầu anh em mà đếp không nổi á thì anh em sẽ có thể là phải đặt thêm một con nào đó mà nó có thể là gây sát thương trên cái vùng này nè anh em. Đó để cho nó là tiết kiệm được cái con unit mà chúng ta cần phải đặt ra nha. Thì mình hôm qua mình bị một tình huống, đó chính là bị khá bị hố anh em. Đó bị hố, mình xém thua luôn á. Đấy xém thua luôn, mấy con kia vô trong kia là cái nhà chính mình còn đâu đó nửa cây à. Đấy rất là nguy hiểm nha, cho nên là anh em nhớ để ý cho mình mấy cái chỗ này. Ok, đó tới cái quay này là bắt đầu nó khó chịu nè. Ở đây nếu mà anh em nào có con Cubit á thì anh em có thể đem Cubit cũng được. Đấy anh em thấy không? Đầu ở đây khó chịu rồi đó. Ở tới map này thấy khó chịu đó anh em à. Ok. Ở đây thì chúng ta chưa đoán được cái con gì hết trơn á, cho nên là mình sẽ phải là nâng con Greenizer lên tiếp tục nha anh em. Đấy. Và ở đây thì chắc lẽ mình sẽ đặt thêm một con Greenizer nữa để cho mấy con này nó không có vô được sâu quá nha anh em. Ok, up con này lên luôn đi để cho tốc độ đánh nó có đủ để mà nó đép giúp mình nha anh em. Đó, mình đi một mình nên thôi, cho nên là thành ra anh em phải kỹ chỗ này. Nếu mà anh em không kỹ chỗ này á là anh em sẽ bị to ngay. Đấy, to ngay luôn, không nói nhiều luôn nha anh em. Đó, anh em thấy là tới cái quay thứ tư thì phải. Quay thứ tư là bắt đầu mấy con unit á nó sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của những cái con mà những con như là con gì ta? Những con Greenizer của mình, cho nên là anh em phải để ý cho mình chỗ này. Ok. Khi mà anh em đã đủ unit đủ xe tiền để mà đặt con Lepetun này á thì anh em nhớ đặt con Lepetun này đi để cho nó có thể là giúp anh em đép được gọi là giai đoạn đầu.
tiếp những con Greninja này. Tại vì mình biết một điều á là những con Greninja không thể nào mà đép được giai đoạn là quá quay thứ 10 đâu nè. Đó, nó rất là khó nha. Còn không thôi anh em phải nâng con Greninja lên một tầm cao cực kỳ luôn. Đấy, ví dụ như anh em nâng gọi là nâng level 4, level 5 gì đó. Đấy, miễn sao mà con Greninja chúng ta mà có level cao và tốc độ đánh nó nhanh á thì may ra anh em còn chống cự được, chứ còn thôi là nguy hiểm vãi nồi luôn. Ok, ở đây mình sẽ up cho lên là 600 luôn nha anh em. Đó, đầu tư hết vô con Greninja đó. Đó mà không gọi là phát huy tác dụng nữa thì tôi là cắt chức nó luôn. Ok, bây giờ thì chúng ta cần một con đâm chính hơn là một con là đâm phụ nha anh em. Nên là hành ra là mình sẽ phải là đợi cho cái mình phải đợi cho số tiền mình đủ 2000 và sau đó mình sẽ đặt con tôn sức ngay chạy tại vị trí này nha. Nếu mà anh em nào mà có điều kiện hơn nữa thì anh em có thể là mua Outwardly cũng được. Đấy, tùy theo mỗi người thôi. Đó, thì mỗi người sẽ có một cách là đặt khác nhau. Ở đây đi anh em. Ở đây đi, nếu mà mấy con kia ra thì nó sẽ bắn về tới đây luôn. Đấy, nếu mà đặt cái chính giữa này thì ở level này một nó sẽ không đủ tầm nha anh em. Đấy, ok, up này lên cái đã. Bây giờ là có tôn sức rồi cho nên là chúng ta sẽ khá là nhẹ cho việc mà chúng ta cân mấy con này. Còn lúc nãy thì nó khó nha anh em. Lúc nãy thì Greninja thì chủ yếu là cho nên cho anh em phụ thôi, nó không chế thôi. Còn kiểu như là anh em muốn đam chính mà nó gây sát thương cao thì Greninja hầu như là không thể nào mà đáp ứng được bằng con tô xích này đó. Cho nên là một con tô xích chỗ này đúng không, tí nữa có điều kiện thì đặt thêm con chỗ này nữa. Đấy, anh em không cần thiết là phải đặt chính giữa này đâu anh em. Nhiều bạn mình biết, nhiều bạn gọi là thấy kiểu là bị OCD á, anh em phải đặt chính giữa. Đấy, anh em phải đặt chính giữa cho nhìn nó đẹp. Đấy, nhưng mà không cần đâu anh em. Anh em phải đặt chỗ nào đó mà tính cái đường lâu dài á, chứ đừng kiểu như là tính cái bước 1-2. Đấy, nếu mà giờ anh em đặt chính giữa đúng không, lát nữa anh em cũng đặt trong này à. Đấy, không có chỗ đặt anh em. Rồi rồi, con kia nó đi nhanh kìa. Mèo toilet. Vãi à, mèo toilet nó vô tới đó rồi anh em ơi. Vậy mình nâng thêm con Greninja này lên xíu đi để cho nó đép tiếp nha anh em. Đấy, con mèo đó là nó đi nhanh vãi chuẩn luôn, nó là con glitch đó anh em, glitch phiên bản là pha kia á. Ok, mình sẽ up mấy cái này lên đi để cho nó giúp mình gọi là farm nha. Rồi rồi, bây giờ 3000 rồi, up con tôi xích lên level 2 cái đã. Một con thì mình thấy nó không nổi luôn anh em. Đấy, vì vậy là mình phải cố gắng là nâng cho nó lên mắt càng nhanh càng tốt nha. Ở đây là mình đang đi auto skip nha anh em, chứ không có kiểu như là tắt auto skip đâu. Nếu mà anh em đi auto skip thì anh em sẽ tốn đâu đó là khoảng 18 phút á. Còn nếu mà anh em tắt auto skip thì mình nghĩ là sẽ lâu hơn và chắc chắn là như thế luôn. Thì auto skip thì anh em phải đợi cho cái quay trước nó hết toilet rồi mới ra quay tiếp theo được chứ. Thế cho nên là anh em phải để ý chỗ đó. Rồi ok. Ôi ôi, mấy con này đi nhanh quá trưởng vậy. Rồi, cho con này lên cái nữa đi nè. Con tôn sức bây giờ cần phải có là đâu đó là khoảng 5000 thì chúng ta mới có thể nâng lên được. Mình bắt đầu thấy ngập thở ở giai đoạn này đó anh em. Mặc dù là mấy con kia của mình nó cố gắng nếp lắm rồi nhưng mà nó vẫn không nếp nổi. Nếu mà lúc nãy mình đặt con tôn sức chỗ này thì bây giờ nó khác rồi đúng không? Đó, giờ thì thấy nó hơi ngập thở rồi đó anh em. Ok, rồi bây giờ up lên cái nữa thì chúng ta có thể là nếp được nguyên dòng luôn nè. Ôi ôi ôi, mấy con này ở không luôn rồi đó. Bắn đi Greninja ơi. Đúng rồi, bắn nó đi em bạn. Rồi rồi, có thêm một tiếng rồi là công việc cho con tôn sức đây. Này, hai con đi chung không biết là tôi cân được không đây. Em có thể thấy là cái số đam mà số máu của mấy con này á, này mặc dù mình đi có mình thôi nhưng mà nó nhìn nó trâu quá cái chủ luôn em ạ. Cho nên là đây một trong những lý do mà mình khá là rén đi map này á. Ấy, ok, Greninja chỗ này cho nó lên thêm tầm cao mới luôn đi. Rồi chúng ta sẽ coi con này lên thêm tầm cao mới luôn. Đấy, có mấy con mèo á đi nhanh. Lý do mà mình chọn tôn sức thay vì con Outwardly anh em thì tại vì con tôn sức nó có thể giúp cho chúng ta có thêm được một cái lượng đam chậm nha. Đó, nó đam làm chậm thì mà nó bắn thì nó sẽ slow cho mấy con toilet anh em. Đó, slow đó chính là khoảng 25%. Đấy, slow win 25%. Nhưng mà nó rất là đáng nha. Thì có thêm những cái chỉ số khác như này mà cooldown nó bắn rất là nhanh luôn. Chứ không phải là mình chỉ nhìn vô một cái đó mình đánh giá đâu, mà phải nhìn vô tổng thể nó. Thứ nhất là nó rẻ, thứ hai là nó mạnh, và thứ ba là cái tỷ lệ mà nó khả năng mà nó gọi là làm chậm toilet đó, nó cũng tương đối là hợp lý và hiệu quả. Cho nên mình mới đem con gọi là tổ xích theo, chứ tự nhiên không phải đem theo con tổ xích làm gì đúng không. Chỉ có 25 xem thôi, mình nhớ là như thế, 25 xem là anh em có thể là chơi cái tổ xích tới công chuyện rồi đó, cho nên là hoàn toàn hợp lý mà đúng không. Ôi ôi ôi, nãy giờ nói này tào lao mấy thằng này vô tới đây luôn kìa anh em. Ôi là trời, vậy con Greninja nãy nó không đép nổi anh em ơi. Con Greninja nãy nó không đép nổi luôn. Giờ chúng ta phải cho em con Greninja này nữa. Hay con này nó đứng ngay đép đi anh em. Ô là trời, nãy giờ luôn Lubu Sabu nãy giờ không thấy nó luôn anh em à. Xém rồi là ăn hành với mấy con đó rồi. Ôi lồi ôi. Ôi lồi ôi, không ổn rồi. Không, mình thấy cũng ổn đó nha em. Nhưng mà ổn lồi lìa luôn rồi đó.
ổng lò lìa có mở luôn em à. Khúc này khá là nguy hiểm anh em ơi. Giờ chúng ta phải up mấy con này lên cho nó full cái đi anh em, để chúng ta tập trung vào chúng ta đặt những con toilet này, đặt con những con unit này nữa. Chứ nếu mà kiểu như chúng ta lo cho những con farm ghiết kìa, cái mấy con toilet nó chèn vô mấy con unit mình không có đủ sức mạnh để mà chơi anh em. Rồi ok, full farm rồi nha, full farm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đợi cho mấy con này nó thanh lý xong đi, là ngoài này chúng ta có thể đặt thêm một con nữa rồi. Ở đây là chúng ta phải có phải bắt buộc là nâng con tu sích lên full level để cho nó có thể là mạnh nhất có thể nha anh em. Chứ còn nếu mà anh em nâng cho mấy con kia thì rất là phí luôn đó. Nâng con kia thì con tu sích nó vẫn còn phế này mà. Ổn không đây? Ổn không hai bạn? Ôi trời ơi, phải mấy con nó nhìn nó nhỏ thế mà sao nó trâu đấy trời ta, trâu bò quá chưởng luôn em ơi. Ôi trời ơi, tôi cứ tưởng là nó bình thường nhưng mà nó mấy bình thường đấy mà. Ok, giờ đợi quay 24 nè, đăng lên cái đó. Bắt đầu bây giờ thì đau nó bắt đầu nó thấm rồi đó anh em. 15k là chúng ta sẽ full được level cho nó nha. Đấy, ok. Tính ra nếu mà con anh em nào chơi thì anh em tốt nhất là nên đặt con lép ca chun ở chân vị trí này luôn nè anh em, ngay chân vị trí mình đứng nè, để cho nó búp được làm xa cho con tôn sức. Chứ còn đặt ở đây á, mình nghĩ là không, nó không búp nổi thôi anh em, nó không búp nổi luôn. Hầu như là nếu mà đi về nước hậu anh em, là những con lép ca chun này á nó không hề gọi là sử dụng được ở trong game luôn. Tại sao mấy con, nếu mà con toilet unit này mạnh quá thì những cái con mà toilet nó đi ra tới đây là chết trơn rồi. Mà trong khi tầm đánh con lép ca chun này làm gì tới đó anh em, nó làm gì tới đó, thậm chí là nó còn không dùng đến luôn mà. Hay cho nên là anh em sắp xếp thì anh em cũng để ý nha. Ok rồi, bây giờ chúng ta nên là đặt thêm một con siêu chỗ này đi, để cho nó vừa nó đẹp vừa là giúp chúng ta thêm được cái là chón nữa nè. Ồ, chỗ này hình như là nó hơi sai sai nha, nó nghĩ là sớm xíu nhưng mà không sao, đợi đi em, kệ đi, không sao đâu, không sao, bôi cao sẽ khỏi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tha hồ đặt con tô sức nè. Tô sức bây giờ anh em đặt, muốn đặt chỗ nào cũng được chứ em, đó anh em đặt sao mà cho nó nằm trong tầm của kháng chón là được rồi. Đấy ok, hiện tại là mình đang tốn là 9 phút 36 giây, 9 phút 36 giây cho cái gọi là quay thứ 28. Ôi là trời, tức là nó lâu vãi cái chưởng luôn á. Em thấy bình thường mà đúng không? Tại vì đây là cái map nó tương đối là khó. Cái map này khó nha, chứ không phải là do mình gà đâu anh em. Nếu mà do mình gà là mình đã thua từ lúc nãy rồi. Lúc nãy mà mình không để ý chỗ nó kia là mình đã thua rồi anh em. Ok, bây giờ sell hai con kia đi, hết giá trị lợi dụng rồi. Không phải sell đi nè, để nó đứng đó là đứng chân thôi à. Nó cũng không làm gì được, cho nên là cứ sell thôi, mạnh dạng mà sell anh em à. Ok, chỗ này thì nếu mà anh em muốn thì chúng ta sẽ đặt thêm một con lép ba chun để cho nó làm gì, để cho nó là giúp cho chúng ta là hứng những cái stun từ những con toilet nha anh em. Thì mình biết là tới khúc cuối là chúng ta sẽ có những cái con mà mắc nét anh em đó, cái con mà sáng từ mắc nét á, thì nó sẽ bu lên, nó sẽ nhảy lên đầu của mấy con toilet chúng ta ngồi. Cho nên là chúng ta cần phải là đặt những cái con thí tốt thí ra như thế này nè, để khi mà nó ra thì nó nhảy lên những con này, và những con này nó không bị chón đó. Vậy đi thì mình cũng không biết là có phải vậy hay không nha, tại vì á nhiều khi nó thấy con này nhỏ quá là cái nó không nhảy lên đầu ngồi, mà nó nhảy lên đầu mấy con bự ngồi á mới đau anh em. Đấy, cuộc sống mà, cuộc sống là những cú lừa, cho nên là chúng ta cũng không thể nào mà biết trước được điều gì nha. Admin này cũng lương lắm đó chứ bộ, không phải đơn giản. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nâng con lép ba chu này lên đi đó, để cho nó full level, cái bắn xuyên ổ của mấy con kia luôn đó. Rồi bây giờ thì đặt mấy con tôn sức này nó thẳng hàng nha anh em, để cho nó gây sát thương, lại gây sát thương nguyên một hàng luôn. Tại vì con tôn sức này á, mặc dù nó không có đa mau nha, nhưng mà được cái là nó gây sát thương theo kiểu là xuyên thấu nha anh em. Tức là sao, tức là cái tia laser nó anh em, nó có thể là xuyên qua được những con toilet luôn. Ok, sao đặt không được nha. Ơ phải, sao đặt được kìa. Ơ kìa, đổ vái. Ai đây, rồi đây rồi, phải đợi mấy anh em kia gọi là ngừng bắn, tất cả ngừng bắn để tôi đặt ra. Đấy, gì thì mới chịu đây mà. Ôi rồi ôi, mấy anh em này khó khăn thế. Đấy, nguyên một anh niên này thì một trong những con là toilet mà mạnh mà nó ghẻ nhất thì chỉ có thể là tô xích thôi anh em. Tại vì sao? Thứ nhất là khi mà anh em chơi con tô xích á thì chúng ta không cần phải là tốn quá nhiều tiền trong game để mà anh em có thể nâng cấp được nó. Và thứ hai á thì anh em không cần phải tốn quá nhiều gem đó, là thứ hai nha. Và thứ ba là nó mạnh. Và thêm một cái nữa là khi mà anh em bật cái sao epic lên này nè anh em, đó với lại là cái lao gửi epic nè, thì nó sẽ không bị ồn nha. Nếu như mà anh em có trải nghiệm con là upgrade titan camera man á, hoặc là những con như là sao á, thì anh em sẽ biết một điều á, là khi mà anh em
bật cái âm thanh lên nó sẽ rất là ồn, nó ồn kinh khủng luôn anh em, nó ồn kinh khủng luôn. Nếu mà anh em là không để ý là anh em sẽ biết ngay mà. Đấy anh em chơi thử anh em biết rồi đúng không, thì mỗi lần mà mình chơi là anh em mà đi chung với anh em á là ít khi nào mà mình thấy anh em đem những con nói heo lắm, mà những lần mà anh em đem con nói heo á thì tự nhiên tôi thấy khó chịu nè, khó chịu, nó ồn cực kỳ luôn. Cho nên thành ra là nếu mà anh em chơi chung bạn bè anh em cũng để ý cái chỗ đó nha. Đấy anh em để ý chỗ đó cho mình để cho là chúng ta không bị làm phiền quá sức có thể nha. Ok chỗ này chắc cũng ngay đường thẳng mà đúng không, thôi kệ đi, đặt cái chân đó đi chứ mấy chỗ trong kia nó không cho đặt nữa rồi anh em ơi, nó không cho đặt nữa rồi. Rồi 13 phút cho quay 38 mình thấy là cũng khá là ổn rồi. Với combo unit này thì anh em sẽ tốn đâu đó là khoảng mình nghĩ chắc cũng hơn ngàn gem xíu á. Đó hơn ngàn gem xíu. Còn nếu mà anh em muốn mình gọi là tìm một con combo nào đó mà nó rẻ hơn ngàn gem thì em cứ comment đi, tôi sẽ chịu khó tôi ngồi đâu đọc, và khi nào tôi rảnh thì tôi sẽ làm clip cho anh em xem. Thì bây giờ cái việc học mình đó anh em, biết lại dí tôi quá trời rồi, bài tập rồi thêm gọi là mấy cái bài mà thầy giao nữa, rất là nhiều bài nha, cho nên là mình không thể nào mà làm clip liên tục cho anh em xem được, mong là anh em thông cảm đi. Ok con clip đi chào này, ở clip qua chu này thì mình sẽ để cho nó ở chế độ là lab nha anh em, để cho nó gây sát thương liên tục cho những con từ trong ổ hay đi ra. Đấy thì chúng ta sẽ có là máu của mấy con này sẽ giật liên tục luôn. Rồi ok con sức này nó có full level chưa, chưa full đúng không, chuẩn bị cho mày full luôn nè để mày có tiền cống hiến cho đất nước. Ok 20k rồi xong đó, thế là xong anh em ạ. Đấy qua tới đây thì con siêu này mới có tác dụng. Ôi giời ơi, vậy chúng ta sell con siêu luôn đi, để sell con siêu luôn đi. Con siêu hiện tại mình vẫn chưa thấy nó có nhiều tác dụng lắm, cho nên là trước mắt là chúng ta sẽ sell nó trước nha anh em. Rồi chúng ta sẽ cho con này ra. Đấy anh em thấy không, khi mà mấy con này ra nè anh em, mặc dù là con đô xích nó chưa gây sát thương nhưng mà nó đã tốn hết mớ máu rồi, thì lý do là mình đặt mấy con lép ba chu này ở chế độ lát anh em, đó nó gây sát thương rất là nhanh luôn, mà mạnh nữa chứ bộ, nó rất là mạnh luôn anh em, nó không có tốn diện tích nha, nó không có tốn quá nhiều diện tích nhưng mà sát thương nó gây ra là cực kỳ khủng. Đấy anh em có thể đặt xen kẽ vô những cái con là tô xích này nè, đấy hoặc là anh em đặt xen kẽ theo hướng của mấy con là đặt trước đó, đây chỗ này cũng được nè. Đó chỉ cần anh em đặt sao mà cho nó thẳng hàng với cái hướng đi của mấy con là toilet là được rồi, để gây cái sát thương là ok một xíu. Đây tức là con mà mình nói cho anh em mắc nét sang tiệt toilet 3.0, con này nó rất là nguy hiểm, nó nguy hiểm ở chỗ là nó nhảy lên đầu mấy con toilet mình nó ngồi, và sau đó thì mấy con toilet mình nó sẽ bị choáng nha, choáng tạm thời ấy. Ok rồi, để bố mày cho mày biết thế nào là choáng luôn. Rồi bây giờ thì mấy con toilet nó khá là mạnh rồi, nên mình sẽ đặt mấy con tô xích mình nó xích này một xíu. Đây chỗ này nè anh em, chỗ này khi mà mấy con tô xích ở đầu bảng á, nó không gây sát thương được á thì nó sẽ chở đổ về đây, nó đổ về đây và những con tô xích này nó sẽ có tác dụng nha. Đấy mọi vị trí chúng ta đặt đều có tác dụng cả, chỉ cần em biết tính toán là xong. Nghe quen không, không có việc gì khó, chỉ cần bỏ cuộc là xong anh em. Mấy anh em là tất nhiên là chế lại từ câu là không có việc gì khó, chỉ là sợ làm không bền. Nhưng mà chế lại câu đó nghe xong rồi muốn nhũng não luôn. Rồi cho nên là anh em cũng nhớ để ý nha, đừng có là nghiêm túc quá là chết đấy, đừng nghe lộn rồi áp dụng là sai là chết công thức nha anh em, toan luôn ấy. Ok quay 47 rồi, hiện tại là chúng ta vẫn còn đang khá là thoải mái, toilet thì nó vẫn không đi đến được cái khúc cua thứ ba anh em ạ. Đó khúc cua thứ ba là khúc cua tử thần, cho nên mấy con này nó không dám đi, tại vì nó đã chết trước khi mà nó tới khúc cua nó rồi. Đó mình nghĩ là mình sẽ nâng lên được khoảng thêm hai con tôn sức full level đó anh em, mình nghĩ là như thế đó, tại vì hiện tại là mình đang có là một con tôn sức được đặt ra nữa rồi, và tí nữa là chúng ta còn phải đặt thêm một con nữa, với lại là hai quay khoảng 15k tiền và mình bán ba con này nữa, mình nghĩ sẽ đủ á. Nhưng mà cũng chưa biết là như thế nào nha, thì chúng ta cũng phải đợi thôi, thử xem đủ hay không nha. Anh em biết đủ thì anh em có thể comment cho mình biết nha, mình thì chưa chắc anh em à. Ok rồi, hiện tại là khi mà chơi xong một ván á, mình nghĩ là cái x2 Glock Boost này nè nó sẽ cho chúng ta là còn khoảng 1 tiếng 40 phút. Đấy tức là mỗi trận á, thì khi mà anh em chơi xong á thì anh em nhớ lưu ý cho mình là vừa hốt cả trận thì anh em vô map liền nha, anh em bấm vào teleport, anh em teleport qua liền đó, và anh em vô game lại liền luôn, để cho anh em là tiết kiệm nhất có thể. Ok rồi, bây giờ chúng ta sell mấy con này đi. Đó bây giờ mấy con này hết giá trị lợi dụng rồi đó, rồi sell bớt rồi chúng ta up lên này thôi. Rồi giờ chúng ta không thể nào không thể nâng thêm một con full nữa nha anh em, chúng ta chỉ có thể là nâng thêm là một xíu thôi,
một xíu thôi. Ôi giời ơi, nó bắn con Grenadier nó ngủ luôn rồi. Tội chưa rồi luôn rồi. Rồi xong rồi, mình đặt con siêu luôn đi anh em. Đó, cuối này, cho nên đặt con siêu đi. Thêm một con Leprechaun chỗ này nữa. Đây, đó, để cho nó là đánh. Đánh vào con trâu nhất. Rồi, mấy anh đi này đánh vào con trâu nhất luôn đi. Đó, đánh vào con trâu nhất đi mấy bạn. Đấy, ôi ôi, 16 triệu 700k máu. Ô là trời, trâu bò bãi trưởng luôn. Anh em thấy gì không? Trâu bò cực kỳ luôn, phải. Tôi sợ là nó không qua, nó qua khỏi khúc cua này mà chúng ta chưa giết được nó là coi như chúng ta cũng toang luôn nha anh em. Hay à, thì tính ra là hôm nay chúng ta ít bị nó ngồi lên đầu á, chứ mấy hôm trước là nó ngồi lên đầu nhìn thảm luôn rồi anh em. Ok, 1000 mấy tiền à. Rồi con Winazer mình nó đã Sigawe luôn rồi. Rồi, đặt con Winazer bên đây để cho nó chơi tiếp nha. Đó, thua cái này mình bài kèo khác. Thua tan nát thì mình kiếm kèo khác mà chơi. Rồi, đặt cái con này luôn. Rồi ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ này xuất sắc với cái thời lượng là 18 phút 22 giây. Đó, và chúng ta được 500 club nguy hiểm nha anh em. Thì nếu mà anh em muốn là cài được là đâu đó khoảng 80.000 club á, thì mình nghĩ là anh em sẽ chơi đâu đó là khoảng 160 trận á. Ờ, 2 trận thì anh em được 1.000, và 160 trận thì anh em sẽ được là 80.000, và anh em sẽ đổi được 10.000 xem. Ok, và tổng kết lại một điều á, thì chúng ta sẽ có một con hút như thế này, tức là mỗi một trận là 20 phút đúng không, thì anh em sẽ nhận được chính là 500 cái club này đó. Thì anh em sẽ tốn là 500 club cho 20 phút, và có x2 nha. Cái này mình lưu ý là có x2 và có một cái sử dụng cái búp này nha thì mới được nha anh em. Đó, thì anh em sẽ tốn là 20 phút cho một trận, và chúng ta cần phải chơi chính là 160 trận, thì chính là anh em sẽ lấy 160 đó nhân cho 20 phút. Đó, thì nó sẽ ra đâu đó là khoảng 3200, gọi là 3200 phút nha anh em. Đó, và nếu mà anh em muốn tính ra thời gian thì anh em sẽ chia cho 60 lại, tức là chia cho 60 phút một tiếng á, thì anh em sẽ tốn là khoảng 53 tiếng, gần 54 tiếng nha. Thì cái này á, 54 tiếng thì anh em cần phải là cài liên tục trong vòng là khoảng hơn 2 ngày. Nhưng mà cái này, nếu mà anh em nào muốn cài xem miễn phí mà không cần phải tốn tiền mua, thì anh em chỉ cần cài đâu đó là khoảng 4 ngày thôi, mình nghĩ sẽ đủ nha. Đó, với điều kiện là cài có tâm xíu nha anh em. Ok, thì nếu như mà anh em xem tới đây rồi thấy nhức cái đầu thì đúng rồi anh em, thì đồ miễn phí không thể nào mà có thể là so sánh được với là những số game mà anh em có thể tổng bỏ tiền anh em nên mua. Cho nên là nếu mà anh em nào không muốn cài thì anh em có thể lên shop mình, thì chúng ta sẽ có những cái game TS tương đối là rẻ để cho anh em có thể tham gia và anh em nhận nha. À, và anh em gọi là có thể mua được nha. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Nếu thấy video mình hay, đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh nha anh em. Còn giờ thì bye anh em. Chúc anh em ngày mới vui vẻ và hẹn lại anh em vào video tiếp theo trên kênh mình nha. Bye bye.